Duy Thoạn xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Quay Âm. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe một câu chuyện rất đặc sắc của tác giả Nho Hưng kể về một người phụ nữ tên Thu Cúc và cuộc đời chân chuyên, chuyên, gian khó của cô. Cô lấy chồng là Mạnh Ninh, một tên chồng thật đáng trách và vô cùng đáng ghét trong câu chuyện này. Và tại sao Thuận này nói như thế? Thì mời tất cả chúng ta cùng khám phá hết bộ chuyện ngày hôm nay để cùng hiểu những cảm xúc của Duy Thuận ngay lúc này nhé. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng, Thu Cúc đã có mặt trước cổng trại giam cùng với vài gác thanh niên khắp thân mình xăm trổ những hình thù kỳ dị. Cúc liên tục đưa mắt hướng nhìn vào bên trong như chờ đợi một ai đó. Mà cô đang chờ đợi thật. Hôm nay là ngày mà Mạnh Ninh, gã chồng của cô được ra tù sau 6 năm lánh án vì tội hiếp dâm một cụ bà hơn 80 tuổi nhưng không thành. Nhìn ngó một lúc thật lâu thì Ninh cũng xuất hiện. Theo sau gá là hai anh công an đưa chân ra tới tận cổng. Vừa thấy chồng, Cúc lao tới ôm chầm lấy rồi rấm rứt khóc lóc. Nhưng Ninh hời hợt ôm vợ nhẹ một cái rồi quay sang nhìn hai chàng thanh niên là đàn em trước đây của gã. Sáu năm mà tựa như một thế kỷ đúng là một phút tại tù thiên thu tại ngoại một trong hai gã thanh niên kia đưa cho ninh một cái kính đen cho gã đeo vào rồi gã còn lại cất giọng khen anh vẫn phong độ như xưa anh ạ không hổ xanh là đại ca của bọn em ninh mặt kêu kền và tự đắc <laughs> chuyện anh chúng mày thì lúc nào chả phong độ chả đẳng cấp rồi gã nhìn xa xăm về phía trước trầm ngâm vài ba giây rồi tiếp đúng là đoán được lòng trời thì đời không khổ Chả ngờ một chút sơ sẩy thôi mà phải vào chốn buồn tẻ khổ nhọc đến hơn hai nghìn ngày trời nhưng thôi bỏ đi dù gì mọi chuyện giờ đây cũng êm xuôi cả rồi rồi gã nhìn sang hai gã thanh niên và tiếp sao hôm nay anh mày được tại ngoại các chú định dẫn anh mày đến đâu chiêu đãi cái gì đây này một tên nhanh nhỏ. Ấy ấy, bọn em sơ ý quá. Nãy giờ cứ để anh phải chờ lâu. Kính anh lên xe ạ. Chúng em đã chuẩn bị đầy đủ ở nhà hàng rồi. Ở đó còn có mấy tay đàn em nữa đang đợi anh ở đó để cùng chia sẻ niềm vui đấy ạ. Ninh Bảo. Tốt. Tốt. Rồi tiến lại chiếc xe ô tô cách đó một đoạn, mở cửa và bước lên. Gã Thành Niên thích thu cúc nãy giờ đứng chờ như phóng đá. Vì chồng không đói hoài gì Nên gã ngại quá Gã mau mắn rồi Chị ơi ta lên thôi chị Mời chị ạ Vừa nói gã vừa chỉ về phía cánh cửa xe Đã được mở sẵn Cúc khẽ gật đầu Cười nhạt rồi leo lên trong nỗi buồn rầu uất ức nơi đáy lòng Cuộc đời của Thu Cúc ngẫm nghĩ ra Thì cay đắng đến cùng cực Dù sở hữu một nhan sắc thuộc hàng mỹ miều Nhưng đúng là Hồng nhan đa chân duyên trời xe cho nàng với Mạnh Ninh. Một con người kém nàng một trời một vực, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mạnh Ninh, ngoài việc là một thành phần Xuất thủ xuất thực ra, thì gã cũng sở hữu một ngoại hình khiến Magen quỷ hợn Khuôn mặt gã nhọn hoắt như chiếc bàn là, cái chán dô cao, đôi môi dày cộp và thâm sỉ như hai con đỉa. Gò má hóp sâu vào trong như người bị móm răng. Và ấn tượng nhất trên khuôn mặt chót ấy là cái mũi khổng lồ với sống mũi sần sùi những mụn và vết nám cùng với hai lỗ mũi to đến mức như có thể bỏ lọt một quả trứng gà vào đó vậy ấy thế mà gã lại vỡ được thu cúc để rồi gã có cớ vênh váo với đời rằng mình đẹp trai tài giỏi nên lấy được vợ đẹp cũng là lẽ thường nhiều đêm ngẫm nghĩ về dòng đời của mình mà thu cúc cũng ứa nước mắt trách trời sao nó vô tình đếm như thế thường thầy cây quế giữa rừng để cho thằng mán thằng mượn nó leo cuộc đời này nó là như vậy chúng ta có thể chọn cho mình nhiều thứ mà chúng ta muốn nhưng trừ cái gọi là tình duyên chắc có lẽ cũng vì như vậy mà thu cúc cũng hiểu rằng thôi thì số phận đã đưa đẩy cho mình đến với ninh thì dù sao đi nữa cũng không cản lại được điều đó hãy chuyên tâm mà làm một người vợ thật tốt rồi sau này xin nhường cái phước đức đời mình cho cháu cho con. Hai vợ chồng cưới nhau được mấy tháng, thì mạnh ninh dính phải vụ việc và vào tù, do đó mà hai vợ chồng vẫn chưa có với nhau một mặt con nào. Trong suốt sáu năm trời dài đằng đẵng, thu cúc đã làm một việc mà tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích mà thôi. Tình cảm thiếu thốn, nhiều đêm thao thức chăn đơn gối lẻ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không tính đến việc tìm kiếm cho mình một tình cảm mới. Trong thầm tâm cô luôn quan điểm rõ ràng rằng lấy chồng là phải theo chồng, chồng vượt tắt đồng, ôm áo mà theo. Còn về phía Mạnh Ninh, dù có biết chàng là một người lăng nhăng, đa tình đến độ thô thiện, chờ chẽn, nhưng Cúc vẫn ngậm ngùi chịu tổn thương trong lòng. Hơn ai hết, cô luôn luôn giữ mình trong cái tư tưởng có phần cổ hủ đến mức ngây dại rằng là đàn ông dù là thời xưa hay thời nay, thì đó vẫn là cái quyền bất thành văn của họ. Suốt quãng thời gian Mạnh Ninh ở tù Có bao lần những chàng trai có cả những người cứng tuổi Có cả những chàng trai tân Tìm đến buông lời tán tỉnh Nhưng những lời ong bướm ấy không làm dao động được tấm lòng Của cô vợ Thủy Trung tội nghiệp Một phần chắc cô cũng sợ cái uy của Ninh Sáu năm là một khoảng thời gian không ngắn Nhưng cũng không dài Rồi mình làm gì có lỗi với chồng Thì sau này ra tù chắc chắn chính bản thân cô và cả gia đình cô nữa sẽ phải gặp nhiều cái đắng cay. Mỏi mòn mãi, rồi cái ngày chồng tại ngoại cũng tới rồi. Hôm nay lúc sáng hai đàn em năm xưa của Ninh đến chở cô tới trạm giam đón chồng cô đã mừng lắm. Cô cố tình trang điểm nổi bật một chút để mong chồng động lòng, dù bình thường nàng không phải là một tín đồ của son phấn. Nhưng thất vọng quá sự mong đợi của nàng lại chỉ càng đem đến cho nàng sự đau nhói hơn mà thôi. Ninh vẫn lạnh nhạt như xưa, như cái ngày mới cưới, thậm chí còn thua cả người xưng nữa. Chiếc xe lăn bánh chừng hơn 15 phút thì dừng lại trước một cửa nhà hàng hạng sang, khách khứa tấp nập, xe cộ dựng kín cả lối vào. Cả đám vừa bước xuống xe, một anh nhân viên chạy ra hướng dẫn vị trí để xe. Xong xuôi, cả bốn người cùng tiến vào trong. Ngay phía cổng vào khu lễ tân, hai cô nhân viên đứng hai bên đon đả niềm nở chỉ tay hướng dẫn mấy người vào trong một cô lên tiếng dạ chào quý khách mời quý khách vào trong ạ cô đứng đối diện nhanh nhỏ tiếp lời dạ thưa à, quý khách có đặt trước chưa hay giờ mới tới hả một thanh niên trong số bốn người lên tiếng cảm ơn em bọn anh có đặt bàn trước lên lầu 2 rồi có người đã chờ sẵn trên đó rồi em nhé Mạnh Ninh tiến sát đến cô nhân viên Rồi cười nham nhở nói Ôi đẹp gái thế này mà đứng đây đón khách Phí thế hả em Rồi máu xê của lão Chảo dâng lên đột ngột Mặc cho vợ mình tức là thu cúc đang đứng cạnh Nhưng gã vẫn đưa tay lên vuốt nhẹ đôi vai của cô nhân viên một cái Rồi buông lời chọc kẹo Xong Lên phục vụ anh nha Anh bo cho Rồi gã dẫn đầu bốn người và thơ thới bước lại phía cầu thang lên lầu trên. Cúc đứng chân chân mất một lúc thật lâu. Chào ơi, nước mắt cứ tự nhiên ứa ra mà không kiểm soát được. Lòng e chề tủi nhục với cá chồng vuốt mặt không nể mũi này. Thấy Cúc cứ đứng đó, một trong số hai gã thanh niên phải ngoái đầu lại gọi nhỏ. Chị, chị ơi, chúng ta lên thôi ạ. À? Ninh vẫn không quan tâm, bình thản tiến lên với vẻ mặt đầy hạnh phúc trên lầu hai hôm nay một không gian lộng lẫy đến mức choáng ngợp đã được các đàn em của ninh chuẩn bị rất hoành tráng để đón người đại ca vừa ra tù sau sáu năm chim lộng cá chậu ninh vừa xuất hiện một toán chạy tới rồi rối rít ôi anh ơi em chào anh ạ à. bọn em nhớ anh quá anh vẫn khỏe đó chứ ạ à? một thằng khác thêm vào anh ơi bọn em chở anh còn hơn con ngóng mẹ về chợ nữa ôi thiếu anh chúng em chẳng khác nào con rắn bị chặt mất cái đầu mày quá trời không phụ lòng chờ đợi của các em rồi sau những lời hỏi thăm giải bày ấy còn có cả những thằng vì quá xúc động trước sự trở lại của bậc đàn anh mà còn bật khóc lên thành tiếng như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh vậy thực tình mà nói thì bọn họ thật lòng với ninh lắm dù những việc mà chúng làm không tốt đẹp gì Nhưng quả thật bù lại Thì tất cả chúng đều có một lòng trung thành Và rất nghĩa khí Theo đúng cách chơi của giới giang hồ Ninh thấy hôm nay là ngày mà mình rất vui Tự xưng lại khóc với lóc Như thế này thì cũng dở quá Gã sụt tay rồi nói Thôi Trước nga tiên là anh cảm ơn các chú Vì suốt một thời gian dài như vậy Mà các chú vẫn còn nghĩ đến thằng anh này Bữa tiệc hôm nay coi như là ngày chúng ta họp mặt để từ ngày mai chúng ta lại tiếp tục sát cánh cùng nhau chọc trời khuấy nước thống nhất nhé thôi đừng khóc lóc buồn bã nữa khui bia khui bia nhanh nào cả đám cùng cười lớn chúng sắp xếp cho cúc một chỗ ngồi cạnh ninh rồi sật nắp một chai chi vát rót vào hai cái ly đã bỏ sẵn hai cục đá lạnh được cắt gọt hình viên kim cương nòng rất là bắt mắt chúng kính cẩn bê hai ly rượu lên rồi mời vợ chồng ninh sau đó quay lại và mỗi thằng cầm trên tay một ly rồi đồng thanh hô nào một hai ba dô sau câu đó là hành động ngửa cổ của tất cả mọi người rồi những chiếc ly trống trơn được đặt xuống bàn lia lịa vang lên những tiếng cành cạch cúc chỉ nhấp môi thôi cô không biết uống bia rượu Lúc này cô vẫn chưa thể quên được cử chỉ thô thiển của chồng mình phía dưới tầng một hồi nãy. Đặt chiếc ly xuống, Ninh lên giọng. Thôi, chuyển qua bia đi các chú ạ. À. Lâu ngày quá không uống thứ rượu mạnh này rồi. Chắc Nga phải cho anh từ từ để thích nghi lại. Chứ vừa mới ra tù mà các chú bồi cho anh loại này, thì có khi anh say đến cả tuần chưa tỉnh cũng nên đấy. Rồi gã cười sằng sặc khoái chí lắm. Một đứa trong nhóm nói. Vâng, ok anh. Chờ em một lát nên em xuống gọi bia cho anh ngay đây ạ. Rồi gã chạy vụt xuống lầu dưới. Một lúc sau thì một chàng phục vụ ôm lên một thùng Henneken và một tay còn lại xách một âu đá lạnh. Chàng trai đặt thùng bia xuống rồi lễ phép nói. Dạ, bia của các anh đây ạ. Các anh cần dùng thêm gì nữa không ạ? À? Một thằng xua tay. Thôi thôi, khỏi em. Có gì bọn anh gọi, em xuống đi cứ để bọn anh tự nhiên nhé chàng trai dạ một tiếng rồi cúi đầu chào chở gót quay trở xuống lầu không khí lại náo nhiệt trở lại những lon bia giật nắp kêu oang oác những tiếng hò xô triển miên làm cho gian phòng như rung chuyển nhấp nháp một lúc thật lâu khi cơ thể đã phê đến tầm ngất ngược nên kéo vài một tên đàn em lại rồi nhỏ nhẹ nói chú xem có thiết kế được vài em lên đây rót bia cho anh em mình không uống thế này, chán bỏ mẹ ra ấy. Tên đàn em chân mặt nhìn Ninh, rồi nhìn về phía Cúc ra điều e rẻ. Ờ, nhưng, nhưng mà chị, chị... Vừa nói, gã vừa đánh mặt về phía thu Cúc lúc này, đang ngồi phờ phạc trên chiếc ghế, mặt buồn rười rượi. Sẵn bản tính lạnh lùng cùng với hơi men trong người. Ninh thẳng thừng nói. Ôi sợ chú cứ khéo lò bỏ trắng răng. Chưa, mẹ chị ở đây cũng chẳng làm gì được anh. Lẽ nào vắng anh 6 năm nay chứ quên mất tính cách của anh rồi à? Nhanh đi, cứ vô tư thoải mái đi, không lo cái quái gì hết. Gã đàn em miễn cưỡng gật đầu rồi chạy nhanh xuống lầu để tìm đào. Một lát sau trưởng độ chưa tới 5 phút đồng hồ, gã chạy lên rồi ghé tay Ninh nói nhỏ. Quán này không có dịch vụ đó anh ạ. À. Họ nói chỉ có nam nhân viên lên phục vụ rót bi dùng khách thôi. Có gọi lên không anh? Mạnh Ninh sợ khóc sợ cười với tay đàn em ngốc nghếch của mình. Gã phải cười đáp. <cười> Cái thằng, Nam thì gọi lên đây làm gì? Mình không có tay hay sao mà cần nó rót bia. Gọi lên để đấu kiếm à? Chú vớ vẩn quá. Chầm ngâm chừng vài giây, gã thở dài tiếp. Chú có gọi được bé nào bên ngoài vào đây không? Nhanh đi, anh không chịu được rồi. Việc này đối với cá đàn em này thì sẽ như người lật lòng bàn tay thôi. Nhưng nói thật là gã chỉ e rẻ một điều là có thu cúc. Vợ của Ninh đang ở đây. Biết làm sao? Há miệng thì mắc quay. Nhưng đắn đo một lúc, gã tính toán rằng. Thôi thì suy cho cùng, thì nếu so đa đại ca của mình vẫn là trên hết. Chứ vợ đại ca thì cũng không đáng ngại bằng. Gã lại hỉ hục lao xuống lầu, rồi móc phone ra để gọi cho mấy nhà thổ yêu cầu cung cấp gái. Đây là những mối quen mà bọn gã trong những ngày nhàm chán hay muốn xả xôi đều tìm đến để hoan lạc. Nói riêng về cá nhân Mạnh Ninh, gã luôn luôn là con người ham của lạ. Dù cái gọi là của lạ đó có xấu xí hay thế nào đi chăng nữa. Có lẽ tư tưởng về việc chơi hoa của gã là cũ người mới ta. Một tí cái lạ bằng một tạ cái quen. Điển hình cho tư tưởng đó là vứt phạt 6 năm tù vì tội hiếp dâm cụ bà 80 tuổi mà gã mới thụ án xong. Suốt mấy năm ăn cơm nhà nước ấy, gã đã nhịn sự cuồng dâm đến độ muốn chết đi sống lại. Suốt thời gian đầu khi mới vào tù, gã cứ dày dứt khó chịu như người bị chứng giật mình vậy. Đỉnh điểm cho sự việc đó là vào một đêm giữa đêm khuya, khi các phạm nhân cùng buồn đã say giấc, thì gã lại thức dậy rồi bứt rứt và chặt chọc mãi không thôi. Rồi có lẽ sự chịu đựng đã đến giới hạn bị phá vỡ, không còn cách gì khác gã đã dùng đến sự trợ giúp của đôi bàn tay vàng. Đêm đó, để đạt được khoái cảm cá nhân, gã ta đã cọ sát liên tục suốt một tiếng đồng hồ vào bức tường nhà giam và đến khi phần đúng quần của bộ ngựa vằn bị rách nát, gã mới dừng lại. Vẫn chưa đã cơn thèm khát, nghỉ chừng 10 phút, gã bắt đầu hiệp hai. Gã dùng bàn tay kỳ diệu của mình với cường độ mạnh trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Và kết quả là khi thỏa mãn được cơ thể thì cũng là lúc bàn tay giã rời, không cử động được. Lần đó, gã phải nghỉ làm mất 5 ngày do bàn tay bị bong gân và sán cơ. Hôm nay, ngày cái ngày được tại ngoại này đây, điều gã ao ước đầu tiên không phải là gặp lại người vợ chung thủy của mình, cũng không phải gặp lại người thân hay các đàn em trung thành, mà điều gã nghĩ tới trước hết là được quằn quại thể xác với một em sinh tư nào đó cho thỏa sự dây dứt 6 năm qua vợ gã thu cúc suốt bao năm thiếu thốn tình cảm chờ ngày chồng trở về để bù đắp yêu thương thì những hành động cử chỉ thái độ của gã lại làm cúc thất vọng như sội một cáo nước đá và con tim nóng bỏng háo hức của nàng cưới nhau chưa được là bao đã xa nhà đi ở tù nhưng ninh lại không có cảm tình mấy với vợ trong bao năm xa cách gã xem đó là một điều nhàm chán dù cho thu cúc nếu đem cân đối với những cái cô gái từng qua tay gã thì những ả kia không có cửa so sánh với nàng đúng là vợ mình cơm hâm nhà ta nhưng là cơm tám của thằng cha láng giềng trở lại không khí náo nhiệt trong nhà hàng những lon bia vẫn tiếp tục được giật nắp những món ăn cứ vơi dần vơi dần và các chân dài mà gã thanh niên kia gọi cũng vừa lúc đến đây rồi gã kia gọi đến năm cô bọn chúng có 9 người tính cả Ninh. Gã sắp xếp là cho mình Ninh độc tôn riêng một cô. Còn 8 gã kia sẽ chia nhau bốn cô, thay phiền nhau lên tiên cảnh. Năm cô gái bước vô, cúc thoáng chút sững sở, miệng như á khẩu không nói được lời nào. Năm cô gái tuổi trường đôi mươi, đầu tóc buộc lên cao rất gọn gàng, chân đi quốc đế nhọn hoắt như chiếc kim khâu, khuôn mặt phấn son lẻ loẹt, khoác trên mình chiếc áo mỏng tanh, Toàn bộ nội thất không có mặt bảo hộ, vì vậy mà những đứa gò bồng đào để lộ ra những đỉnh chóp tâm đen và to như trái nhỏ Mỹ vậy. Nhưng uh, chẳng sao, đó là chuyện bình thường, đi mua hoa mà đòi hoa sạch, hoa mới chấm nở thì lấy đâu ra cơ chứ. Mấy cô vừa xuất hiện chốt cửa, Mạnh Ninh đang chém chệ trên ghế, lập tức lao bật dậy, phi về phía một cô nhìn mặt xinh nhất trong nhóm, rồi vật luôn xuống nền nhà, điên cuồng cắn đứt luôn một bên núm vú của cô gái kia. Mặc cho cô gái là hét trong đau đớn, Ninh vẫn cứ việc mình mình làm, gã tụt chiếc quần của mình xuống, lôi vũ khí ra và xí vào miệng cô gái kia trong sự thăng hoa cuồng độ. Cô gái vì miệng đang la oai oái vì đau, nên không hợp tác đưa Ninh lên đỉnh. Do đó mà khi cái báu vật của Ninh vừa cho vào miệng, cô đã vô tình cắn lại theo phản xạ tự nhiên, nên trong giây lát miệng cô đã tràn hỏa máu mẻ. Thủ Cúc đứng tìm Rồi nàng hét toáng lên Lao về phía chồng Cô túm tóc ninh ngách mặt gã lên Rồi sáng một cú tắt thật mạnh Rống lên chạy vụt ra ngoài Trong tâm trạng thần hồn ác thần tính Ninh mặc kệ cái thái độ và hành động của vợ mình Vì lúc này gã cũng đang đau đớn không kém về thể xác Do cú cắn quá mạnh của cô nàng bán hoa Mấy gã đàn em của gã chạy lại Một gã nhau nhau hỏi Anh ơi, anh có sao không? để bọn em đưa anh đi viện nhé một cá khác thêm mau đi mau đi đi hỏi gì nữa nhưng ninh đưa tay ngăn lại thôi khỏi anh chịu được rồi gã cầm chiếc quần của mình đang để bên cạnh lau vội vết máu trên thanh kiếm tức tốc thác váy cô gái lên tìm đường vào thâm sơn cụng cốc gã cứ rên lên từng chập trong sung sướng theo từng nhịp điệu đẩy đưa uyển chuyển của mình rồi đến đoạn cao trào gã hét lên một tiếng thật vang như người vừa chút một cánh nặng trên vai cô gái mặc dầu đau đớn vì phần đỉnh núi bị đứt gãy nhưng cũng không cưỡng lại được sự thăng hoa trong lúc quằn quại với ninh do vậy mà tiếng rên âm ỉ của cô gái vẫn cứ cất lên theo một phản xạ không điều kiện lúc đường lên tiên cảnh đã đến bậc thang cuối cùng ninh nằm vật xuống nền thở hồng hộc như người lên cơn hen xuyến nặng rồi mấy gã đàn em của hắn thấy lúc này máu me nhiều quá, nên không chần chừ nữa, mà gọi ngay xe cấp cứu đưa gã vào, cô gái vào bệnh viện. Một gã bồng cô gái trên tay, quay lại nói với thằng kia. Ê, mày cầm luôn cái núm vú của nó đến bệnh viện luôn, xem bác sĩ họ có chữa được, thì chữa. kẻo đến đó họ lại hỏi mất công. Gã kia hớt hà hớt hải nhìn chung quanh, rồi cúi xuống nhặt lên, bỏ vô túi quần và cấp tốc chạy theo ra xe đã chở sẵn hai người được đưa đến một bệnh viện gần nhất lúc đưa vào cho bác sĩ thăm khám ninh vẫn cứ có cảm giác mình chưa đá và gã thầm tiếc rẻ rằng giá như không xảy ra sự cố này thì từ giờ đến tối gã phải làm thêm cả chục nháy nữa mới bỏ hờn bác sĩ sau khi thăm khám xong và đi ra nói với đám đàn em của ninh <laughs> vết cắn hơi sâu và lại đưa đến hơi chậm trễ nên rất tiếc một điều là sau này phần dương vật của cậu ấy sẽ bị khuyết mất một phần nhỏ. Cả đám chưa ai lên tiếng thì ông bác sĩ vội chấn an. Các cậu yên trí, điều đó không ảnh hưởng gì đến việc quan hệ sau này của cậu ta. Hiện tại thì chúng tôi đã sơ cứu xong xuôi rồi. Cho nằm bệnh viện chừng vài bốn hôm thì có thể đưa về nhà chăm sóc. Cả đám thở vào nhẹ nhõm, nói chung vậy còn may chán, tưởng bị cắt phăng luôn mới đáng lo, chứ bị khuyết một tí thì cũng chả sao hết. Sau khi rời khỏi căn phòng khi chứng kiến chồng mình như một con thú hoang dã, Thu Cúc đã lập tức trở về nhà liền. Nàng trụm đầu vào gối khóc hết nước mắt, cảm giác tủi nhục lại trào dâng trong nàng. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Tức nước thì phải vỡ bờ. Ai mà chịu được? Nếu khuất mắt đi, thì nàng sẽ cắn răng cam chịu. Nhưng đằng này thằng chồng khốn nạn của mình, lại làm một điều kinh khủng ngay trước mặt mình như vậy, thì đúng là trong nước nam ngoài nước bắc không ai chơi chén đớn hẹn như hắn. nghĩ đến đây nàng lại khóc, lại nấc lên trong đau khổ. cuộc đời người con gái sao mà lắm gặp cảnh Trong tranh đến vậy cơ chứ? quả đúng, thân em như xiếng giữa đàng người thanh rửa mặt người phạm rửa chân. trường hợp của nàng là gặp phải người phạm phu nên cuộc đời mới ê chề, chán chường như vậy đây thường thầy thân phận đàn bà lời rằng mệnh bạc cũng là lời chung thổ cúc lại nhớ về mẹ về cha về người em của mình nàng lớn lên trong một gia đình nghèo khổ cha mẹ vất vả tàu tận quanh năm nuôi cho nàng và người em trai của nàng ăn học đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhưng nghiệt ngã thay một tai họa đau thương giáng xuống gia đình nàng và cướp đi ba người mà nàng thương yêu nhất trong cùng một ngày cái ngày định mệnh đó Hôm ấy ngày Chúa Nhật Cúc được một người bạn cùng xóm rủ ra khe suối hái măng Nàng đang hái sợ củi măng Thì một người hàng xóm hớt hải chạy đến gọi lớn Này Cúc ơi Mày về nhà ngay kìa Có chuyện xảy ra rồi Nghe nói thấy có chuyện cộng với thái độ hớt hải của người hàng xóm Là Cúc đoán biết ngay có chuyện chẳng lành Cô buồn đôi cái củi đang bê bên hông xuống Rồi tức tốc chạy về nhà về đến sân nhà, đã thấy bà con tròm xóm tập trung chật kín mảnh sân nhỏ. Cùng với đó là vài tiếng khóc thút thít vang lên, khiến Cúc có sự cảm không hay. Nàng lách đám đông chen vào, thì chào ôi! Trước mắt nàng trên manh chiếu trải ngay giữa sân, lần lượt là bố nàng, mẹ nàng rồi em trai nàng đang nằm bất động, toàn thân ướt sũng nước. Cúc lại lay mạnh từng người, rồi gào lên trong vô vọng trời ơi sau này thế này cơ chứ bố ơi mẹ ơi em, em ơi tỉnh dậy đi tại sao lại bỏ con mà đi thế này trời ơi là trời ơi rồi cô đứng dậy lao tới lại vài mấy người hàng xóm đang vây xung quanh đó và hỏi như người điên bác ơi cô ơi không phải như thế này phải không hả làm ơn Làm ơn nói với con Tất cả chỉ là mơ thôi phải không ạ Tất cả đều im lặng Họ biết Cúc đang tất sốc Vì sự ra đi đường đột của những người thân Nên họ không muốn kể lệ Và nói năng gì lúc này Chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi Mấy người xuống lại đỡ Cúc vào sự nghỉ ngơi Rồi chia nhau ra Lo công tác hậu sự cho đại tang Của một gia đình nghèo khó Này lại éo lè Mãi mấy ngày hôm sau khi công việc tăng ma của bố mẹ Và em trai xong xuôi tất cả Cúc mới được biết là họ chết Do bị điện giật Hôm đó Vì trong nhà hết thức ăn Nên ông bố Cúc đã định xuống ao Bắt mấy con cá lên để gia đình cải thiện Nhưng cái bình điện thường ngày vẫn sử dụng Sau tự xưng hôm nay lại trở chứng Không dùng được Nên ông đã sử dụng trực tiếp nguồn điện gia đình Nhưng run rội quá khi vừa bước chân xuống cầu ao dí thành trích điện xuống thì đoạn dây dẫn điện trước gần chân ông bị hở và đã nhiễm vào nước rồi sật ông văng gọn xuống ao bà vợ thấy chồng như vậy cũng không biết làm gì hơn bằng việc lao ngay xuống cứu chồng rồi hậu quả cũng là chết ngay dưới ao như ông đứa con trai ông tức em trai của cúc thấy bố mẹ như thế cũng hốt hoảng lao xuống cứu và kết quả em cũng đã ra đi khi cuộc sống trên giường thế chưa được là bao sau khi lo hoàn tất cho cha mẹ và em Cúc một mình đặt chân lên phố Mưu sinh trong nỗi đau khổ Nhưng hơn hết lúc này Cúc cần phải sống Phải mạnh mẽ Để cha mẹ và em dưới suối vàng Được nở nụ cười Và tự hào về người con, người chị của mình Rồi sau một thời gian bôn ba kiếm sống Cúc gặp được Mạnh Ninh Dù là bản thân là một cô gái cứng rắn mạnh mẽ Nhưng con gái mà Làm sao mấy ai qua được những lời đường mật Những chót lưỡi đầu môi đâu Nàng đâu biết Mạnh ninh yêu nàng chỉ vì một mục tiêu duy nhất Là thấy nàng đẹp Và muốn nàng hầu hạ chuyện thể xác của cá Trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi Dòng suy nghĩ đến đây Làm nàng đang khóc đấm tức Bỗng dưng bật ra thành tiếng Vì cay đắng và xót xa Cho cái số kiếp của một cuộc đời Rồi nàng lại tự trách bản thân Tại sao hồi nãy khi ở nhà hàng Mình lại dễ dàng và nhân tử Đến mức thái quá như vậy phải chăng bắt bóng được cô vợ hiền nên gã chồng mình cứ ngỡ là mình ngu si đần độn nên được đằng chân lần đằng đầu đang bùng nhùng với đống suy nghĩ mông lung vô bờ bến thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên cúc nhòm lên màn hình thì thấy người gọi đến được lưu là em hùng hùng là tay đàn em thân tín nhất của ninh lúc gã chưa đi tù và cũng là một trong hai người sáng nay đã đến trại giam đón ninh cùng cúc đang giận người chồng Tự dưng giờ thấy tên Hùng gọi Cúc lại chuyển sang giận luôn cả hắn ta. Cúc thoáng nhớ lại lúc sáng này, hắn cứ lén lút tao nhỏ với chồng mình. Và cô chắc chắn rằng, chính hắn là người đã gọi mấy con đĩ thỏa đến để giờ cái trò đốn mặt trong nhà hàng hồi sáng. Trường xèo đến mấy hồi, Cúc vẫn đang nghĩ ngợi chưa bắt máy, thì tiếng chút ngưng và trả màn hình điện thoại về với hiện trạng cũ. Cô định gọi lại ngay chửi cho tên này một cơn cho bỏ tức, thì lập tức hắn ta tiếp tục gọi Cúc cả ngay máy sang phím nghe Rồi đổi xong các hẳn với thường ngày Có chuyện gì? Nói mau đi Đầu dây phía bên kia Giọng tên hùng run run đáp Dạ chị Em gọi để báo với chị Là hiện tại em đang nằm trong bệnh viện ạ Chắc phải mất vài hôm Em gọi để chị bớt lo lắng Giờ đến chiều chị tranh thủ vào thăm anh chút nha chị Cứ yên tâm ạ Bọn em lo cho anh xong hết cả rồi chị ạ à. Cúc chẳng biết Ninh nằm viện vì bị làm sao Lúc này nàng chẳng quan tâm nữa Bao nhiêu ớt ức nãy giờ đang dồn nén Giờ được dịp phun ra Nàng lùa lát Thăm à Tôi không có thừa hơi đâu Bảo cái con đĩ chó hồi nãy mà nó hôn hít vào Mà chăm sóc mà thăm non Xin mày nhắn dùm là đi luôn đi cũng được Đéo phải trở về cái nhà này nữa đâu Ô nhiễm lắm Nói xong, Cúc tắt máy luôn bỏ mặc cho tên hùng phía bên này, đứng chân chân như người mất sổ gạo. Và vẫn chưa hiểu, và cũng chưa tin là Vinh vừa nghe cái gì. Cúc nói xong một chàng dài, nàng hả hê như vừa dùng chính cái đôi bàn tay mình, bóp cỏ để bắn vào đầu một tên kẻ thù của mình vậy. Cúc nhịn nhục bao lâu nay, trường ấy là quá đủ rồi. Còn run xéo lắm cũng quẳn, từ giờ nàng sẽ không làm một người vợ hiền đến độ nhu nhược nữa đối với loại chồng phải mạnh tay rồi ra sao thì ra lạnh làm gáo vỡ làm môi mà lôi thôi thì làm thìa luôn rồi đúng như đã nói với cá hùng trong cuộc điện thoại hôm bữa cúc chẳng hề bén mảng vào bệnh viện một lần nào cả hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ hôm ninh nhập viện và sáng hôm nay cũng là ngày gã được bác sĩ cho về để chăm sóc tại nhà sáng nay cúc đang ngủ thì nghe tiếng có cửa Nàng giật mình tỉnh giấc và nhìn xuyên qua khe cửa bên cạnh giường ngủ, thấy tia nắng mặt trời đã lên khá cao rồi. Cúc ngồi dậy, vừa xò xép vừa nói vọng ra. Chờ một tí, tôi ra ngay đó. Ai đây? Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt nàng là Linh. Gã ta khuôn mặt hầm hầm nhìn chăm chăm vào Cúc. Cúc bỏ qua cái ánh nhìn đó định bước vào. Tỷ Ninh đưa tay giật lấy vạt áo Cúc một cái thật mạnh cúc quay lại sau cú kéo ấy thì bàn tay thô ráp của gã chồng giáng vào má cô một cú thật mạnh khiến cúc xanh sẩm mặt mày cúc đưa bàn tay lên ôm mặt và nhận ra miệng mình đang chảy máu sau cú tắt trời sáng vừa rồi cô chưa kịp nói gì cả thì gã nghiến răng và hét lớn đổ con đĩ mày là con đĩ thối thây chứ không phải là người chồng mày nằm bẹp giường nhún chiếu trong bệnh viện mà mày vẫn không bét mảng vào thăm Mày ở nhà mày ngủ như con chó chết thế này à Mày có phải giống người không hả Con khốn nạn kia Cúc chuẩn bị mở miệng phản kháng Thì gã lại tắt tiếp một bên má còn lại của cô Một cút thật mạnh nữa Rồi đanh nghiến Mày Mày đang tức cái chuyện ở nhà hàng hôm bữa phải không Tao chuyển đời báo danh cho nhà mày nghe Tao làm gì Là quyền của tao Bố mẹ tao cũng không cấm được tao Huống chi là cái con đầu đương xót trợ như mày thì lấy tư cách gì hả? Mày đừng trêu máu điên của tao lên. Ở được thì ở, không ở được thì cút. Cúc thấy lúc này, toàn thân cô nóng bừng bừng vì giận. Bao nhiêu sự yểu điệu hiền hòa đã không còn nữa. Mà thay vào đó là những lời lẽ không mấy dễ chịu. Đồ chó, anh tưởng anh hay lắm à? Tôi tuyên bố cho cái mặt anh rõ. Từ nay tôi không khoan nhượng nữa đâu nhé. Đừng có mơ còn anh đuổi tôi đi à <laughs> Anh nghĩ gì vậy Tôi không có ngu Anh tưởng cái nhà này là một mình anh xây dựng nên đấy à Bao nhiêu tiền của tôi đổ vào đây anh còn nhớ không Đồ vô ơn Cả đời anh anh kiếm được bao nhiêu tiền rồi hả Nói xong Cúc quay ngoắt đi Một mạch chạy thẳng lên gian phòng trên gác trên Ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu nhỏ bên cạnh giường Rồi thở hồng hộc Cúc cố dặn lòng Nhất định không được khóc không được yếu đuối thêm một giây phút nào nữa. Phía dưới này, Mạnh Ninh cũng hơi choáng váng vì con vợ bình thường hiền như cục đất, mà hôm nay sao dám bật lại mình quyết liệt như vậy. Gá tiến lại phía giường và hạ mình nằm xuống một cách nhẹ nhàng vì vết thương chỗ ấy vẫn còn hơi đau. Suốt ngày hôm đó cho tới tận đêm, hai vợ chồng Ninh, một người tầng dưới, một người tầng trên, không ai nói với ai câu nào. Đến giờ ăn thì mạnh người nào người ấy đi, buổi sáng sớm hôm sau tên hùng một đàn em thân tín của ninh đang xoắn xít cùng có người yêu trong phòng trọ thì ninh gọi đến gáp buông đôi bàn tay khỏi bầu ngực có người tình rồi với tay lấy điện thoại nghe máy cố nói bằng giọng hào hứng ra vẻ mình đã thức dậy từ lâu dạ alo em nghe anh ơi ninh gấp gáp chú mày dậy chưa anh bảo cái này này thấy giọng điệu hơi khác thường của đại ca nên hùng lo lắng hỏi vâng em dậy lâu rồi có việc gì vậy hả anh chị cúc mày treo cổ chết rồi hùng suýt chút buông rơi cái điện thoại gã rồn rập hỏi anh 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 nói sao ạ à? làm sao anh cái gì cơ ạ à? ninh lấy lại chút bình tĩnh gã chậm rãi nói phải chị cúc treo cổ tự tử chết rồi giờ anh đang đối quá chưa biết làm thế nào đây em qua đây ngay nhé. Hùng nói vâng rồi tắt máy và thay đồ rồi tức tốc chạy đi ngay. Một lát sau, gã đó có mặt tại nhà Ninh. Lúc gã đến thì Ninh đang đứng chờ ở cửa, cứ đi đi lại lại vẻ bối rối lạ thường. Gã dựng vội con đợt rim rồi lao nhanh về phía Ninh và nhỏ nhẹ hỏi bằng giọng vội vàng: "Trời ơi, có chuyện gì vậy anh? Mọi chuyện là như thế nào vậy ạ?" À? Ninh kéo gã vào nhà cài cửa lại lôi gã lại phía bàn uống nước và nói anh cũng không biết đầu đua tay meo nó ra làm sao mà cô ấy lại làm như thế lúc sáng nay anh lên trên gác để gọi cô ấy dậy thì trời ơi hùng hỏi thế anh đỡ chị xuống chưa bây giờ chị đang ở đâu ninh lại bối rối phần trần anh chưa có đỡ xuống anh thấy một cái là anh hoảng hồn luôn làm sao mà anh đủ can đảm đỡ cô ấy xuống hả em Vậy nên anh mời mới gọi chú qua đây Để giúp anh đây này Ninh vừa xích lời Thì Hùng phóng ngay lên gác Nơi căn phòng mà Cúc đã quyên sinh Vừa đến cửa Đập vào mắt gã là hình ảnh Cúc đang đong đưa Trên chiếc thỏng lọng ngay giữa xả nhà Mái tóc rũ xuống Che đi nửa khuôn mặt trắng bợt bạt Như người đuối nước lâu ngày Mới tìm thấy sắc vậy Hai tay cổ buồn thắm tự nhiên Trên người khoác bộ quần áo ngủ pyjama màu trắng đục liền tức thì hùng tiến lại bế xốc cúc xuống rồi đặt lên chiếc giường ngay cạnh đấy lúc này trên cổ cô còn hẳn một vệt đỏ đã ngả sang màu thâm tím hùng ứa nước mắt trong khoảnh khắc gã thường cúc lắm cô là một người hiền lành chịu thương chịu khó và đã có lúc trong suốt khoảng mấy năm linh ở tù hùng có ý định tán tỉnh cúc nhưng rồi có lẽ vì cái uy của ninh quá lớn và sợ lòng trung thủy của cúc quá vững vàng nên gã lại tự bỏ ngay kỹ ý định đó. Vừa lúc này, Mạnh Ninh từ dưới nhà đi lên, trên tay cầm theo một bộ quần áo của Cúc, rồi nhìn gã, Hùng buồn rầu và nói. Em hộ anh thay quần áo cho chị cái. Giờ anh không đủ sức mạnh để đối mặt với chị. Em... em giúp anh nhé. Hùng gật đầu khẽ nói vâng, rồi đưa tay đón lấy cái bộ quần áo, cùng mảnh giấy học trò trên tay Ninh. Gã lột trần bộ pyjama trên người cúc ra. Trước mặt gã, một cơ thể nón nà, mơn mờn. Nhưng gã không có một chút xúc cảm gì. Bây giờ trong gã chỉ coi cúc như một người chị của mình mà thôi. Sau khi việc thay áo quần xong xuôi, gã phủ lên mặt cúc một tấm giấy học trò. Rồi kéo tấm mền mỏng phía cuối đuôi giường đắp lên cúc và lặng lẽ đi xuống dưới nhà Ninh đang thất thần ngồi trước bàn uống nước, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa với vẻ buồn rười rượi. Hồng tiến đến, buông lỏng cơ thể ngồi xuống kế rồi nhẹ nhàng hỏi với chất giọng để thiện ý. Giờ anh tính thế nào hả anh? Ninh thở dài thường thượt đáp. Anh có chút chuyện thế này muốn bàn với em. Hồng cắt ngang. Có gì anh cứ nói ạ, à? em sẽ làm hết sức có thể. Ninh rút điếu vì nà mồi lửa lên kéo một hơi rồi vừa nhả khói vừa nói <laughs> khổ lắm em ạ à. bây giờ mà để mọi chuyện nó rùng beng lên thì không tốt cho anh em mình kiểu gì mà người ta biết chị cúc tự tử người ta cũng sẽ đồn ẩm lên rồi cánh công an họ lại vào cuộc thì lôi thôi rắc rối lắm em hiểu không hùng vẫn chưa hiểu ý của ninh là gì gã hỏi lại dạ ý của anh là sao ạ à? ninh nói thêm Bây giờ thế này em ạ, à. anh tính cả rồi. Đám tàng của Cúc vẫn sẽ được diễn ra bình thường, không được để lộ thông tin cô ấy cho cô tự vấn. Và nếu có ai bàn tán gì về cái chết của cô ấy, thì chúng ta sẽ nói là cô ấy bị cảm, ta đi đột ngột. Và cả em cùng anh chứng kiến cái chết của cô ấy. Gã khùng đã hiểu ra vấn đề, hắn gật đầu tán thành với ý kiến của Ninh, hắn thêm. Vâng, ý kiến của anh sao? Thì em xin nghe vậy ạ. À. Chiều hôm đó, tang lễ của Cúc được tổ chức ngay. Ninh thuê một chạy hòm lo liệu việc tẩm liệm, còn lại những việc lặt vặt thì mấy đàn em của Ninh lo liệu hết sức chú tất. Đúng 5 giờ chiều, khi tiếng nhạc của phường bát âm ngân lên báo hiệu đã đến giờ nhập quan, Đoàn người trong dịch vụ tang lễ bê vào một cỗ quan tài màu mận chín cỡ lớn. Bên trong có lót đầy hoa và vải trắng. Khi chiếc màn và những tấm ly đô quay xung quanh được cỡ bỏ, mấy người tiến lại chuẩn bị bê cúc vào quan thì từ phía cửa sổ bất ngờ xuất hiện một con mèo đen là vút ngang qua giường cúc làm nó nhảy qua rồi van lên mấy tiếng sắc lạnh lủi mất trong giây lát mọi người ai cũng giật bắn mình và kinh hãi hơn khi con mèo vừa lao qua là lúc cúc ngồi bật dậy độ vài giây rồi lại nằm xuống như lúc ban đầu mấy người trong ban tẩm liệm như bay hết hồn phía họ giật ra không dám tiến đến gần thi thể cúc nữa chờ đợi một lúc thật lâu Không ai thấy có sự lạ gì Nên cả đám mới dám tiến lại Tiếp tục công việc Trong sự sợ hãi vô cùng Tấm giấy phủ mặt vừa được gỡ bỏ Đột ngột đôi mắt cúc mở trường trừng ra Như một sự oán hận còn chưa dứt Và lạ thay Đôi mắt ấy vuốt mãi Cũng không nhắm lại được Cứ cứng đờ như thế Nên họ cũng đành phó mặt Mà thực hiện cho xong công việc Sáng sớm hôm sau Lễ an táng thu cúc được diễn ra Buổi sáng ấy trời mưa giả xích kéo dài từ đêm khuya cho đến sáng vẫn không ngớt Lúc đưa cúc ra đến khu nghĩa trang Thì trời có vẻ như khóc thương cho cô gái xấu số Nên thả mưa xuống nặng hạt hơn Những trận gió rít qua những tán cây gần đó Nghe lạnh lẽo đến lạ thường Huyệt mộ nước ngập đến quá nửa Dù phía trên đã được căng một tấm bạt che thật lớn Nhưng chẳng hiểu nước từ đâu ngấm vào rất nhiều Bà bốn người thay phiên nhau múc Nhưng vẫn không kịp Ông thầy cúng được Ninh thuê về Đang đứng dưới tấm bạt che Đọc mấy câu niệm mà không ai nghe rõ Rồi khi kết thúc Ông ta cầm ba thẻ hương Múa máy vài đường Rồi đến cạnh Ninh và nói nhỏ Đến giờ đẹp rồi Gia chủ cho người hạ huyệt đi thôi Bà sợi dây thừng căng ngang miệng huyệt Sáu người túm sáu đầu dây Rồi từ từ hạ chiếc quan tài xuống nhưng nước vẫn còn quá nhiều, khiến cố quan không thể chạm đáy huyệt được, cứ nổi lênh bênh tựa như một con thuyền mồ cô, không người lái, đang trôi hở hứng giữa dòng người vậy. Phải mất khá nhiều công sức, người giữ, người thì đắp đất lên, mãi cố quan tài mới chịu đi vào lòng đất. Mộ yên mà đẹp hoàn tất, bầu trời lại âm u xám xịt như trực mưa, nên gọi vài gác đàn em của mình lại và bảo. Thôi, cũng xong xuôi cả rồi, Chú sắp xếp cho mọi người về đi Kẹo cơn mưa khác lại sắp tới rồi Hùng gật đầu bảo vâng Rồi trong phút chốc tất cả kéo nhau lục tục ra về Quả nhiên vừa đến nhà Thì trời đổ cơn mưa lớn Sớm chớp dậy vang trời Và những cơn gió mạnh kéo về liên hồi Khiến mấy nhảnh cây chung quanh ngôi nhà Và mạnh vào mái vang lên những tiếng quái dị Bàn thờ của Cúc được kê phía góc nhà ở tầng dưới Nơi mà trước đây vẫn đặt cái giường trên tấm di ảnh khuôn mặt cúc rạng rỡ nụ cười toát lên vẻ hiền từ thường thầy cũng một kiếp người hãy thay thường lấy sắc tài làm chi trước tấm di ảnh là bát hương đang nghi ngút khói cùng vài hộp bánh túi kẹo và mấy vật phẩm thờ cúng bài biện chung quanh phía trên bức vách đằng sau tấm ảnh thờ là một miếng vải lớn được ghi tên tuổi của cúc cùng một câu đối bóng hạc xem mấy về cõi phật để lại dương gian những nhớ thương. Đến gần trưa, mọi người đã tàn mát về hết, ai cũng đã thấm mệt và cần nghỉ ngơi một chút. Vào lúc này, bởi mấy ngày nay lo công việc nên cũng dã rời cả. Nình đốt cho vợ một thẻ hương, cắm vào chính giữa bát rồi vái ba vái, chở gót lên chiếc giường ở sân phòng trên, chở mắt một lát. Gã cũng bơ phở, rệu rã lắm rồi, vì lo hậu sự cho vợ suốt mấy hôm Cánh cửa phòng vừa mở ra Gã cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt thổi qua người mình Làm gã bất giác run lên một cái Đưa tay về phía công tắc mở đèn lên Gã nhìn ngay lên cái xài nhà Nơi mà Cúc, vợ mình đã treo cổ Gã thấy trông vắng làm sao Cuộc đời du thủ du thực của gã Đã bao phen ba chốn bốn nơi Thăng trầm trên những bước đường trùng điệp Nhưng chưa bao giờ Gã thấy ám ảnh và đáng sợ như bây giờ rồi như sực nhớ ra điều gì đó Gã tiến lại trước cửa sổ Kéo tấm rèm che sang hai bên Ánh sáng bên ngoài lùa vào Làm gã vơi bớt đi nỗi sợ đang thường trực Kể từ ngày cúc bỏ gã ra đi Gã nom xuống cấp hẳn Cơ thể lúc nào cũng tổ bực Chả buồn ăn uống gì cả Thần thái xuống sắc đến phát sợ Mấy cá đàn em của hắn đến thăm Và hỏi han tình hình sức khỏe Thì hắn nói chỉ mệt sơ sơ thôi Không có gì cần lo Gã không muốn ra ngoài tiếp xúc nhiều người Nên suốt ngày chỉ nằm bẹp trong gian phòng lạnh lẽo ở phía tầng trên Cái gian phòng mà Thu Cúc đã từ giã cõi đời ở đây Hôm nay là ngày cúng tuần trung thất cho Cúc Sáng nay gã dậy từ rất sớm Lau dọn bàn thờ vợ Và đích thân ra chợ mua đồ về Làm mâm cơm cúng vợ Một đĩa sữa gấc đỏ ao Đặt lên đó là một con gà trống miệng ngậm cánh hoa hồng Vây chung quanh là giỏ lụa cá kho, thịt lợn luộc và chén nước mắm điểm thêm ớt non thật là bắt mắt. Gã bề mầm cơm lên, đốt hương rồi khấn vái mấy câu lầm rầm nơi cổ họng và đứng vịn tay vào bàn thờ, chăm chú nhìn tấm di ảnh người vợ mình mà rơi nước mắt. Thật là một sự lạ, chưa bao giờ người ta thấy hắn khóc cả, cho dù chuyện gì đi chăng nữa. Có lần gã nói với mấy thằng đàn em rằng Là thằng đàn ông tao thiết nghĩ không có việc gì mà phải quan trọng đến độ phải rớt nước mắt cả tất cả hãy đưa nó vào hai chữ bình thường gã đang nhỏ lệ bên bàn thờ vợ thì một đám do so gã hùng dẫn đầu từ ngoài vào trên tay mang nào hoa quả kẹo bánh hương nhang cùng vàng mã và nhiều thứ khác nữa giật mình nên ninh quay mặt lại gã nhìn thấy nên lau vội mấy giọt lệ còn vương trên khóe mắt hùng lên tiếng thay mặt cả đám em chào anh Dạ hôm nay là 49 ngày chị, nên bọn em đến thắp cho chị que hương ạ. À. Ninh không nói gì, chỉ gật đầu và lôi về phía sau một chút cho cả đám vào đốt nhang và đặt lễ lên bàn thờ cúc. Xong xuôi, Ninh ra hiệu cho cả đám lại bàn ngồi uống nước, gã mở cánh tủ lấy ra gói chè sen, điểm một nhúm vào bình trà rồi châm nước trong bình thủy vô, gã nói. Chả biết các chú thế nào Chứ anh là anh chỉ khoái mỗi cái thứ trà sen này thôi Cà phê anh lại không khoái mấy đâu Mấy cá kia hôm nay cũng thấy vui trong lòng Vì nhận ra hôm nay tâm trạng của Ninh thoải mái hơn mấy hôm trước rất nhiều Chúng vẫn tin tưởng Trong một thời gian gần nhất tới đây thôi Ninh sẽ trở lại như xưa Chỉ đạo chúng hoàn thành xuất sắc những vụ cướp giật Khoét mách đục tường Và vùng vẫy trên nhiều mặt trận tệ nạn Bọn chúng đang định đề cập đến việc đó thì Ninh mở lời trước. Này làm ăn thế nào rồi? Anh đang tính quay trở về chiến trường xưa đấy. Có còn đấy, cho anh đứng không đây? Bé ấm trả lên rót một vòng nước lên mấy chiếc ly, rồi đặt đến trước mặt từng đứa một, gã tiếp. <laughs> Cũng đèn đuổi quá. Ra tổ một cái thì chị cúc mất, nên thành ra anh không tham gia cùng các chú được. Nhưng hôm nay cũng qua 49 ngày chị rồi Anh cũng phải quay lại nghề xưa thôi Chứ làm gì mà ăn bây giờ Nhờ vào các chú mãi sao được Một tên cắt lời Ấy Xin anh đừng nói vậy Mà bọn em tổn thọ Suốt gần 2 tháng nay kể từ ngày chị mất Mấy mẹ cá lớn dù anh không tham gia Nhưng nhờ có anh lên kế hoạch Chỉ đường dẫn bước Nên bọn em mới hoàn thành an toàn đấy chứ ạ à. Tên khác bồi thêm vào chính xác ạ à? chúng em chỉ đâu đánh đấy thôi chứ biết gì đâu ạ à. một người lo bằng một kho người làm mà anh Ninh cảm thấy mỗi mình như nở to ra trong giây lát gã mỉm cười cảm ơn các chú vẫn tin tưởng anh ngay ngày mai chúng ta bắt đầu luôn nhé cả bọn không ai bảo ai cùng vang lên một tràng vỗ tay kèm theo mấy tiếng hoàn hồ hoàn hồ mấy ngày liên tục về sau lại lặp lại kịch bản của mấy năm về trước. Ninh trở về với con người thật sự của mình. Gã chỉ đạo đám đàn em bay nhảy khắp nơi tìm kiếm mồi ngon và trong một khoảng thời gian ngắn đã thu về nhiều chiến lợi phẩm có giá trị lớn. Có nhiều tiền rồi, chúng lại bắt đầu lao vào những thú vui đổi trụy. Điển hình là Mạnh Ninh bản tính dâm dục của hắn lại trỗi dậy như một lẽ tất nhiên. Cách đây chưa lâu, hắn đã lập một chiến tích dường chiếu khiến ai cũng lệ phục đó là Trong một đêm gã ta đã chiến đấu với lần lượt năm cô gái trẻ từ mờ tối cho đến sáng ngày hôm sau. Mấy gã đàn em lắc đầu ngao ngán và tán thán. Anh đúng là đệ nhị thì không ai đệ nhất cả. Chúng em là chúng em xin rập đầu mà lại anh thôi đấy ạ. Gã vênh mặt đáp. Ôi, thấm thía gì chú. Có thêm mấy em nữa anh vẫn chiến được. Đang còn thèm thuồng đây này. Cứ như thế bao nhiêu tiền kiếm được từ các vụ trộm cắp chúng nướng hết vào các nhà chứa nhà thổ hết và cũng kể từ hôm đó hắn không dòm ngó gì đến bàn thờ của cúc chẳng hương khói gì cả vì vậy mà căn nhà đã lạnh lẽo giờ lại càng lạnh lẽo hơn đêm này gã trở về nhà sớm hơn so với thường lệ vì kế hoạch đột nhập xác định kia phải chỉ hoãn do gã nhận thấy chưa đến thời cơ gã vào nhà tắm lột trần truồng rồi xả vòi nước mát lạnh lên người để cảm nhận cái sự khoan khoái. Quấn chiếc khăn tắm ngang hồng, gã bước lại bếp mở tủ lạnh, lấy ra ba lon bia cùng với gói khô gà, rồi lại phía bàn chém trẻ ngồi xuống nhâm nhi rất thư thái. Nốc hết ba lon bia, lúc này máu nóng trong người gã lại nổi lên. Tự xưng kích của nợ cứ chối dậy một cách khó hiểu. Nhóm chiếc đồng hồ đeo tay thấy đã hơn 11 giờ. Gã không gọi cho Hùng điều gái nữa mà tự mình đi tìm. Đêm nay, gã sẽ không chơi ở nhà nghỉ khách sạn nào hết, mà sẽ dẫn ngay về phòng mình đây. Hắn thay vào người bộ quần áo cộc đi ra khỏi phòng, khép hở cánh cửa lại, rồi tiến đến khu phố đèn đỏ ngay gần đó. Một sãy những em xinh tươi, tay cầm nón bảo hiểm, miệng mời chào. Đi không anh ơi, em lấy giá rẻ cho ạ. À? Anh dai ơi, Ninh để ý thấy có cả những bà chị chắc hơn gã phải đến vài chục tuổi. Cũng son phấn lòe luyện tốt tô kẻ lông mày sắc nét, nhưng vẫn không khỏa lấp được tuổi tác. Ninh để ý thấy một cô gái đứng khép nép bên phía sau một gốc cây. Gã hơi ngạc nhiên. Tại sao cô ta lại không đứng ra chào mời như những cô gái kia? Lẽ nào đã làm cái nghề này còn e thẹn hay sao chứ? <cười> Buồn cười thật. Chừng độ vài bước nữa thì đến gần cô gái. Gã cất giọng. Chào em Cô gái đáp lại Vâng, chào anh ạ à. Đi không anh? Rồi sau mấy lời cò kẻ qua lại Gá dắt cô gái về phòng mình luôn Gá bước lê cầu thang cho cô gái đi theo sau Vào đến phòng cô gái nói để đi tắm rửa sơ qua Nhưng gá bảo khỏi cần Chiến đấu luôn cho nóng Vì cơn thèm muốn đang dâng trào Tắm táp làm gì Đau lại để chờ sáng chăng Gã bước lên cầu thang cho cô gái đi theo sau Vào đến phòng cô gái nói để đi tắm rửa sơ qua Nhưng gã bảo khỏi cần Chiến đấu luôn cho nóng Vì cơn thèm muốn đang dâng trào Tắm táp làm gì Rồi vẫn như những lần nhập cuộc trước đây Gã điên rồ lao lại nghiền ngấu Lên cái tấm thân trần trắng trẻo ấy Đêm đó Tính cho đến lúc 4 giờ sáng Thì gã đã ba lần lên tới đỉnh thăng hoa Thỏa mãn thú tính rồi gã ôm chặt cô gái và ngủ cho đến sáng mai thì thức giấc khi trời đã gần trưa gã mở mắt ra hơi bất ngờ vì không thấy cô gái đâu gã gá nhìn ngó xung quanh cũng không thấy đâu cả gã ngồi dậy vườn vài mấy cái như một bài thể dục buổi sáng rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu lúc bước qua bậc cầu thang cuối cùng gã giật mình khi trông thấy cô gái đang nằm ngất lịm ngay dưới chân bàn thờ của vợ mình gã vội vã chạy lại rồi gọi giật này em em ơi sao đấy tỉnh dậy đi này cô gái từ từ hé mắt đưa cái nhìn đanh sắc về phía ninh rồi cứ nhìn chằm chằm như vậy cho đến khi gã sợ quá lên tiếng này em làm sao vậy hả này này vừa nói gã vừa tát bôm bốp vào mặt cô gái mấy cái cô bé vẫn cái nhìn ấy khẽ nhếch mép cười rồi bảo anh Linh, anh không nhận ra tôi sao? Gã giả thoát bình tự hỏi. Tại sao cô ta lại biết tên mình? Cô, cô, cô là ai? Tại sao cô biết tên tôi là Ninh? Cô là ai hả? Gương mặt sắc lạnh vẫn không biến chuyển, cô gái đáp gọn gàng. Thu Cúc, vợ của anh đấy. Anh không nhận ra tôi sao? Đồ bội bạc! khốn kiếp Gã xanh sầm mặt mày Miệng như muốn á khẩu Trong đầu gã cái giọng nói ấy cứ ám ảnh Làm gã như muốn phát điên lên Gã quay cuồng Trời đất như tối sầm lại Rồi gã lao lại phía cô gái Đè cô ta xuống nền nhà Dùng tay bóp mạnh của cô gái Rồi miệng la lên Không, không Mày chết đi, mày chết đi Đồ ma quỷ Chết đi, chết đi Cô gái không chịu được cú bóp quá mạnh của gã Nên chỉ trong chốc lát Cô có người giật giật lên mấy cái Rồi ra người thiên cổ Một lúc thật lâu sau đó Gã mới thất thần nhận ra Mình vừa giết người Và chính là cô gái mà đêm qua Mình đã gọi về từ phố đèn đỏ Mới bóc bánh còn chưa kịp trả tiền Gã dù lên bẩn bật Miệng thở gấp không ra hơi lấy điện thoại gọi cho đàn em mình và nói đầu đuôi mọi chuyện. Mấy gã đàn em của hắn nghe xong thì động viên. Dạ, anh cứ yên tâm ạ, bọn em tới ngày, bọn em sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này, anh đừng lo nhé. Và cô gái xấu số ấy đã bị chúng buộc đá vào, rồi quăng xuống lòng sông. Gã Ninh đâu có biết rằng những lời cô ấy nói với gã hoàn toàn chỉ là hồn ma của Thu Cúc, vợ gã nhập vào mà thôi. Mọi chuyện tưởng như sẽ êm đẹp sau khi tẩu tán được cái xác cô gái xấu xố ấy. Ai ngờ không như vậy. Từ hôm ấy trở đi, gã Ninh cứ đêm xuống là không tài nào nhắm mắt được. Gã cảm nhận thấy như có hồn ma đeo bám hàng đêm, không cho gã chợp mắt. Rồi họa hoàn thi thoảng, thiếp đi một lúc. Gã thì lại mơ. Hết mơ thấy thu cúc, rồi lại mơ thấy cô gái bán hoa tội nghiệp kia. Mấy hôm liên tục, khiến gã cầy sọp hẳn đi, Khuôn mặt nhọn hoắt xấu xí Giờ đây lại càng khó coi hơn gấp vạn lần Đầu tóc bù xù Gã chẳng thèm cắt tỉa gì cả Suốt ngày chỉ co mình trên gian phòng lạnh lẽo Ở các trên Trong sự nâm nấp lo sợ mà thôi Trong bụng giả dạ Thì luôn luôn bất an Cảm giác như có ai sắp giết mình Vì vậy mà những gã em út của hắn đến Hắn cũng đuổi sạch Không cho ai đến gần mình Mấy gã đàn em lâu dần cũng chán nản Không thèm đến thăm hỏi gã nữa vì lần nào cũng bị cự tuyệt nên quyết định bỏ mặc gã luôn những ngày nằm bẹp sườn trong căn phòng chống vắng này gã mới nhớ về tội lỗi tày trời của mình gã ngỡ rằng điều đó sẽ mãi mãi theo thuộc cúc xuống huyệt sâu ai ngờ quả báo nhãn tiền oan hồn hồn hiện ký ức đẩy lùi gã về với đêm hôm đó cái đêm mà đúng hôm gã từ bệnh viện trở về sau khi nằm xuống suy nghĩ về những lời lẽ cúc mắng mỏ mình, gã cay cú đến lộn tiết và quyết tâm sẽ tiễn con vợ mất dạy về bên kia thế giới. Đêm đó, đợi cúc ngủ say, hắn tiến vô phòng, nhẹ nhẹ lại gần vợ mình rồi dùng đôi bàn tay khô ráp thô kệch của hắn, bóp cổ cúc cho ngạt thở đến chết. Giống hệt cái cách mà hắn xuống tay với cô bé mãi dâm kia Phát hiện Cúc không còn thở Biết vợ mình đã chết hắn liền tạo ra một hiện trường giả. Hắn chạy xuống bếp lục tìm mãi, thì thấy có một đoạn dây cáp điện thoại. Hắn buộc lại thành một thỏng lọng, vắt lên thanh xà của gian phòng, rồi ngoắc đầu cúc vào đấy. Hắn tính kỹ lắm, cả việc nói với mấy thằng đàn em về việc đừng lộ cái chết của cúc vì không muốn rắc rối. Nhưng không, thiên bất dung gian, mọi chuyện con người làm có trời biết, đất biết, và xác định tội thích đáng cho những kẻ vô nhân đạo ấy. Có lẽ thủ cúc vốn là một con người điềm đạm, cam chịu và nhẫn nhịn, nên cách cô trả thù người chồng của mình cũng rất nhẫn nhịn và điềm đạm. Không phải là một cái chết bất đắc kỳ tử, mà là một cái chết từ từ, chậm rãi. Không biết giờ này, gã có biết mình đang mang trong mình một căn bệnh thế kỷ hay không? Cô gái mà cách đây chưa lâu gã đưa về phòng để hoan lạc, thực ra cô ta chẳng phải là gái mại dâm. Cô vốn là một sinh viên năm cuối của đại học, cách đây chừng hơn một tháng một cú sốc lớn đến với cô gái trẻ là người yêu cô một chàng trai cùng lớp đã ra đi vì căn bệnh hivs Chào ôi cả một màu tang ngút trời đến với cô người yêu cô bị dính căn bệnh quái đàn ấy thì đương nhiên cô cũng bị rồi vì trước ngày người yêu cô mất ba tháng hai người đã về chung một phòng trọ để thực hiện một trải nghiệm mà giới trẻ bây giờ hay gọi với cái tên rất nực cười là sống thử. Kể từ ngày người chồng tương lai của mình ra đi, cô cũng không còn tâm trí học hành gì cả. Rồi cô đặt ra một lời nguyện có phần ích kỷ để lấy đó làm niềm vui thú hơn. Cô sẽ chuyển qua làm gái mại dâm và bắt những gã đàn ông xâm loạn phải chịu chung căn bệnh này với mình. Hôm gã mạnh ninh ra và chọn cô cũng là đêm đầu tiên cô thực hiện việc đó. Không ngờ gã ninh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng gánh cái căn bệnh đó từ cô. Giờ đây, những tháng ngày còn lại là những ngày tháng gã phải sống trong sự đau đớn, gậm nhấm của tật bệnh, của cô đơn lạnh lẽo. Âu cũng là cái giá phải trả mà thôi. Sửa chữa chỉ dành cho sai lầm, chứ không bao giờ dành cho tội lỗi cả. Dòng suy nghĩ vừa ngưng, thì đôi mắt gã trượt trào một dòng lệ dài, cứ nhẹ nhàng lan trên đôi má gầy hóp lại của gã đây chỉ là những giọt nước mắt muộn màng và chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này cả gã chống tay cô lết dậy vịn vào cửa sổ khe kéo tấm rèm cho chút ánh nắng chiếu vào để mong cột rửa bớt cái sự lạnh lẽo trên nhảnh cây bên cạnh khung cửa sổ một chú chim ổ rũ đứng đó không hót nhảnh cây cũng lạnh lẽ rũ mình xuống không tươi tắn như những lần trước gã thấy nữa phải chăng con mắt gã giờ đây nhìn đâu cũng chỉ toàn là nỗi buồn và sự cô đơn Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu Người buồn, cảnh có, vui đâu bao giờ Các bạn thân mến, chúng ta vừa được đón nghe xong một câu chuyện rất là hay của tác giả Nho Hưng à, Tác giả hoàn toàn chưa viết một cái kết cụ thể nào Dành cho cái tên uh, chồng khốn kiếp trong câu chuyện này nhưng bản thân người nghe và người đọc cũng phải tự hiểu rằng, trước sau gì rồi hắn cũng phải chết. Và đây là một cái giá quá đắt và một cái giá quá đau đớn mà hắn phải trả cho cái tội lỗi giết vợ của mình. Một thằng chồng như hắn thì đáng chết chứ không nên đáng sống trên cái cuộc đời này. Vợ thì yêu thương, lo lắng, chờ đợi hắn suốt 6 năm đi tù. Nhưng rồi hắn ra về, hắn được ra khỏi tù thì lạnh lùng không quan tâm tới vợ thậm chí quan hệ trêu ghẹo chọc gái trước mặt vợ. Đố một người phụ nữ nào mà người ta có thể chịu đựng được cái cảnh đó. Còn dùn xéo lắm thì cũng phải quản. Thì đến khi cô ấy nói lại hắn thì chỉ vì cái cơn tức giận mà hắn dám nhẫn tâm giết chết đi người vợ của mình. Thì đây là một người thằng đàn ông quá độc ác, quá tàn nhẫn. Quỷ đội lốt người chứ không phải là tâm tính của một con người nữa và cái chết à và cái kết cuối cùng hắn phải chịu đựng đó là sống trong đau đớn sống trong giày vò bị đàn em của mình xa lánh nó bỏ rơi một mình sống trong căn nhà với bệnh tật đây là một cái kết quá đáng quá xứng đáng cho hắn hắn sẽ không chết một cách đơn giản nhẹ nhàng là chết ngay mà hắn sẽ phải chết một cách từ từ đau đớn và hắn phải cảm nhận về ân hận những giọt nước mắt cuối cùng của hắn Cũng chẳng còn một cái ý nghĩa gì nữa cả Quá xuất sắc cho nho Hưng Khi viết ra một cái câu chuyện ngày hôm nay à, Nhưng thực sự Thuận cảm thấy tiếc Vì nó còn ngắn quá Giá như tác giả viết dài hơn xíu nữa Triển khai nhiều mạch câu chuyện hơn nữa Thì Thuận cảm thấy nó sẽ đã hơn à, Nhưng à, thời lượng một tiếng đồng hồ Với một cái uh, câu chuyện một cái nội dung cụ thể như thế đã khiến cho chúng ta vừa hiểu được nội dung câu chuyện cũng vừa cảm nhận được cái cảm xúc của tất cả nhân vật trong chuyện. Đây là một cái sự rất là tinh tế và tuyệt vời của tác giả Nho Hưng. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn uh, tác giả Nho Hưng đã gửi tặng cho chúng ta một cái bộ truyện rất là xuất sắc. Và xin hẹn mọi người vào buổi tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đời Quay Âm. Và mọi người nhớ like comment comment những cái cảm xúc cái suy nghĩ của mình về cái câu chuyện này đồng thời những ai mà quên chưa bấm chuông đăng ký kênh người dẫn đời quay âm thì chúng ta hãy uh, bấm đăng ký để mỗi tối nhận được thông báo về các câu chuyện một cách nhanh nhất quý vị nhé.